Xin chào tất cả các bạn nha. Rồi thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách để mà chúng ta tải cái tựa game Play to Gather nha các bạn. Tựa game này trên máy hệ điều hành Android nha. Trên cái máy chạy hệ điều hành Android. Thì mình thấy trên YouTube ấy có rất là nhiều người tìm kiếm cụm từ khóa này luôn là tải tựa game này trên máy Android ấy. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà chúng ta tải cái tựa game này được về máy của chúng ta. Trong những cái trường hợp nó không tìm thấy CH Play nha, chúng ta tìm không được ha, hay là cái ứng dụng đấy nó không tương thích vào cái máy của mình đấy, thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách để mình chúng ta tải được cái tựa game này về máy của mình. Thì mình có hai cách bạn nha, hai cách tải luôn nha. Thì nếu như các bạn áp dụng cách một không được thì các bạn áp dụng cách thứ hai nha. Đấy, thì trường hợp các bạn áp dụng không được thì các bạn làm hai cách luôn. Thì trong video này mình có hai cách thì mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn nha. Thì cách thứ nhất ấy thì mình cũng nói luôn là chúng ta tải trên cái phần mềm APK Bua nha các bạn. Còn cách thứ hai chúng ta tải phần mềm TapTap nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn nha. Thì bước đầu tiên ấy, các bạn vào cho mình cái ứng dụng Google Chrome này nha. Google Chrome này. Các bạn vào Google Chrome cho mình. Rồi sau khi bạn vào Google Chrome nha, các bạn kích vào cái phần tìm kiếm Google này. Các bạn ghi là APK Bua. APK Bua nha. Các bạn tìm kiếm mình cái cụm từ là APK Bua thế này. Rồi các bạn kích vào đi. Rồi bước này các bạn kích vào cái trang web đầu tiên cho mình, cái trang web này. Công cụ tải về APK trực tuyến miễn phí này, các bạn kích vào. Rồi bước này các bạn kích vào cái chữ tải về đây nha. Để là sử dụng ứng dụng APK Bua này, các bạn kích vào chữ tải về chỗ đây. Rồi sau đó bạn kích vào chữ download này, cái này là cái kiểu như là quảng cáo của nó nha bạn, cái này chúng ta đóng đi. Thì nó để là thêm APK Bua chính, cái này không phải nha bạn, các bạn nhớ nhìn ra cái APK Bua màu xanh nha, còn cái đai thì không cần cũng được. Đấy, cái này mới đúng là cái đang tải về này, nó để là bạn muốn tải APK Bua xuống không, bạn kích vào tải xuống nha. Cái hiện tại nó đã tải xong rồi. Việc này chúng ta kích vào mở nha. Đấy, cái APK Bua màu xanh nha. Màu xanh thế này nha. Thì nó có hai loại luôn. Chúng ta cái hai APK Bua luôn nha. Thì các bạn kích vào cái màu xanh này nè. Kích vào nó tải về. Bước này để là bạn muốn cài đặt ứng dụng này không, bạn kích vào cài đặt. Máy của mình thì nó khá là yếu nha bạn, nên nó tải về khá là chậm, nên chúng ta bước này chúng ta phải chờ cho nó cài đặt. Rồi ok, sau khoảng thời gian chờ đợi thì cuối cùng cái ứng dụng đã được cài đặt này. Việc này chúng ta kích vào mở là xong cũng được nha. Mình sẽ kích vào xong đi. Rồi mình sẽ thoát cái ứng dụng Google Chrome này ra ngoài. Và mình sẽ vào cái ứng dụng APK Bua mình vừa tải đây này, vừa tải về nó có trong đây nha. Thì các bạn kích vào cho mình cái ứng dụng APK Bua mình vừa tải về đó. Rồi, cái này chúng ta cho phép nha, cho phép nó thực hiện quản lý cuộc gọi các kiểu, chúng ta phải bấm cho phép nha. Chúng ta bấm cho phép cấp quyền nó, cấp quyền cho cái ứng dụng này nha. Rồi bước này các bạn kích vào cái chữ tìm kiếm APK Bua ở trên này. Rồi sau đó bạn ghi cái tựa game là Play to Gather nha. Rồi sau đó bạn kích vào cái kênh lúp ở dưới để mà nó cho nó tìm. Rồi cái ứng dụng đầu tiên chính là cái tựa game của mình nhé. Bạn kích vào cho mình cái mục này. Rồi sau đó bạn kích vào cái mục cài đặt app. Rồi nó để dòng chữ kiểu như là chữ nước ngoài thì các bạn cũng kích vào ok nha. Đấy, thì hiện tại nó đang tải về này. Từ nhà chúng ta chờ cho cái ứng dụng game Play to Gather này nó tải về 100% nha.
Rồi, cái này là chúng ta cho phép từ nguồn này. Rồi sau đó bạn kích vào ra ngoài. Đấy, chúng ta để cho nó chạy đã. Rồi bước này nó để là bạn có muốn cài đặt ứng dụng này không, thì các bạn kích vào cài đặt. Rồi việc này chúng ta chờ cho nó chạy. Rồi bước này là nó đã cài xong này. Chúng ta kích vào join là xong, còn hai là open là mở nha. Đấy, thì mình kích vào open luôn đi, kích vào mở luôn. Đấy, về là chúng ta vào được cái ứng dụng game này nha các bạn. Mình đã tải về và mình vào được luôn. Đấy, để thế này chúng ta vào được nha. Tại vì máy của mình nó cũng khá là chậm rồi, nên tải về nó cũng mất một khoảng thời gian. Việc này chúng ta chờ cho nó vào game thôi. Mình sẽ bật nó âm lượng nhỏ là một chút. Đấy, rồi chúng ta bấm vào đồng ý cho tất cả nè. Rồi việc này chúng ta kích vào đăng nhập và viếng khách nha. Video này thì mình hướng dẫn cho tất cả bạn nên mình sẽ đăng nhập vào khách viếng thăm nha. Ok. Nói chung là mình vào được cái thế này là mình đã tải về và mình vào chơi được nha bạn. Thì những cái máy cũ thì đôi lúc chơi nó khá là giật lag luôn, nhưng mà vẫn chơi được nha. Để chạm vào màn hình này, chạm vào. Đấy, bước này chúng ta vào để mà chọn người. Chúng ta chọn những cái khuôn mặt này. Chắc các bạn muốn chọn khuôn mặt nào, màu da hay là tóc, màu vàng các kiểu. Nói chung là như thế này là mình đã tải được nha các bạn. Ok, như thế này là mình đã tải về cái bằng cái ứng dụng APK Bua này, tải cái ứng dụng cái tựa game và Play Tour bây giờ này thành công nha các bạn. Và ok, bây giờ mình sẽ xóa nha. Xóa hai cái ứng dụng này mà mình hướng dẫn cho các bạn cách thứ hai. Mình tải trên cái ứng dụng TapTap nha các bạn. Nếu như các bạn áp dụng cách này được thì thôi, các bạn cứ dùng cái cách này nha. Còn nếu như các bạn áp dụng cách này cũng không được ấy, thì các bạn áp dụng cách ứng dụng bằng TapTap nha bạn. Mình sẽ gỡ hai cái ứng dụng này ra ngoài nha, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà tải TapTap. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để mà tải trên cái ứng dụng APK Bua thành công nha bạn. Thì để tải TapTap thì các bạn cũng vào tiếp cái phần Google cho mình. Rồi các bạn kích vào thẻ mới này cho nó để vào cái phần Google nha. Đấy, rồi các bạn ghi cái cụm từ cho mình là TapTap nha. TapTap không phải APK Bua nữa nha các bạn. Ghi TapTap cho mình. Rồi kích vào đi. Rồi bước này các bạn kích của trang web đầu tiên này nha. TapTap.ui này. Rồi bước này các bạn kích vào cái chữ download này nha. Ở bay nè, các bạn kích vào download cho mình. Rồi bước này nó để là bạn có muốn tải lại bạn có muốn tải lại TapTap xe Google APK xuống không? Các bạn kích vào tải xuống cho mình nha. Đấy thì nó đang tải xuống này. Đấy, và bây giờ tải xong rồi các bạn kích vào mở cũng được nha. Thì mình sẽ kích vào mở nha, kích vào mở luôn cho nó vào cái cho nó cài đặt chứ. Rồi bước này thì các bạn kích vào, bạn muốn cài đặt ứng dụng này không, các bạn kích vào cài đặt cho mình.
Thì cái máy của mình thì nó cũng khá là cũ rồi, nên cái bước này thì nó chờ khá là lâu đấy. Bước này thì mình sẽ cắt đi nha, mình sẽ cắt cái video của mình đi cho nó ngắn để bớt bớt, chứ tại vì mình hướng dẫn cho các bạn khá là lâu, khá là tốn thời gian luôn. Đấy. Rồi, nó để ứng dụng đã được cài đặt này. Thì bây giờ chúng ta kích vào mở lại xong, mình sẽ kích vào xong nha. Kích vào xong mình mở sau. Mình sẽ thoát cái ứng dụng Google Chrome ra ngoài để cho nó khỏi gọi là chuyện chạy ngầm này nọ, cho nó khỏi đỡ giật lát cái máy mình nữa mà. Rồi, bước này các bạn kích vào phần đây. Đây, mình đã tải về ứng dụng TapTap này. Hồi nãy là mình đã ứng dụng APK Bua, bây giờ thì mình đã ứng dụng TapTap thì có hai cách mà. Cách APK Bua nếu mà các bạn áp dụng được thì bạn tải cách đó nha. Còn cách của mình là cách đây là cách thứ hai, là tải ứng dụng TapTap này. Thì các bạn vào cho mình ứng dụng TapTap cho mình. Chưa được, mình kích vào lại thôi. Rồi, bước này các bạn kích vào cái mục tìm kiếm ở góc trên màn hình này. Cái mục ở cái lớp ở góc trên màn hình này. Các bạn ghi cái tựa game Play to bây giờ cho các bạn. Là tìm kiếm cái tựa game Play to bây giờ nha. Đây nó có rồi nè, cho các bạn kích vào cho nhanh nha. Hôm nay mình cũng chưa thấy luôn rồi. Lúc trước là mình đã kích vào thấy rồi, các bạn kích vào phần game cho mình nha. Rồi, thì đây cái tựa game bài lại tôi bây giờ của mình này, và cái về tựa game bài lại tôi bây giờ đứng hàng thứ ba này, đáng lý đứng hàng đầu tiên mới đúng, mà sao mình cũng không rõ nha, tại vì nó bị thọt xuống hay sao ấy, nó đứng hàng thứ ba này. Các bạn kích vào cái và tựa game bài lại tôi bây giờ này, rồi sau đó bạn kích vào download này. Đây sẽ để dòng chữ tiếng Anh, tiếng nước ngoài ra, các bạn kết vào OK cho mình. Rồi các bạn cho phép TapTap truy cập vào ảnh, phương tiện tệp trên thiết bị của bạn nha. Rồi, thì nó đang tải ở góc trên này, các bạn có thể kéo lên lại nha. Kéo lên lại để mình chúng ta theo dõi cái ứng dụng cái tựa game ta. Và Play to bây giờ này nó tải về được bao nhiêu phần trăm rồi, chẳng hạn như vậy, bao nhiêu mê rồi. Nó hiện tại nó tải được một chút này, chắc cũng khoảng được 15% hay sao ấy, khoảng 10 đến 15% nha. Việc này chúng ta chờ nó chạy thấy cái cây này luôn. Rồi ok, nó sau khi chạy hết cây này rồi, sẽ để cái dòng chữ là cái gì go to third đi rồi này, để bạn kích vào cái dòng chữ cái dòng chữ go to xanh này nha, cái màu xanh này nha, các bạn kích vào. Rồi các bạn cho phép đường nguồn này nha, đấy, các bạn kích vào giao tiếp cho phép nha. Rồi các bạn kích vào ra ngoài. Rồi bước này thì nó đang kiểu như là đang cài đặt ấy, thì nó để dòng chữ là bạn muốn cài đặt ứng dụng này không, rồi bạn kích vào cài đặt cho mình. Đấy, thì hiện tại nó đang tiến hành cài đặt cái ứng dụng cái tựa game Play to bây giờ này về máy của mình nha. Thì bước này các bạn chờ thôi, chờ cho nó cài đặt nữa. Các bạn mà dùng những cái máy mà thiết bị đời cũ ấy, những thiết bị mà nó chạy trong mà nó chạy chậm ấy, thì nó tải về nó cài khá là lâu nha các bạn, nên bước này chúng ta chờ thôi. Như máy của mình là máy Samsung J4 nha. Đấy, thì cái máy này thì vẫn chơi được cái tựa game này, nhưng mà nó hơi giật giật một chút, cứ như là nó không có mượt mà bằng chúng ta chơi như bằng iPhone đấy. Rồi sau khoảng thời gian chờ đợi thì cuối cùng nó để đã cài đặt rồi nha, thì các bạn có thể thoát ra ngoài. Đấy, nó đã tải về rồi này, thấy chưa? Thì vậy ok, bây giờ mình sẽ vào nha, mình sẽ thoát ứng dụng TapTap ra ngoài, mình sẽ vào về tựa game Play to bây giờ cho bạn xem. Ok, thì mình vào game nó cũng mất khá là lâu nha các bạn, tại vì máy của chúng ta đã chậm mà chúng ta tải cái tựa game nó nặng hơn thì nó chờ khá là lâu nó mới thể vào game được. Thì các bạn có thể áp dụng hai cách của mình đó, mình vào game được nha. Ok, nếu các bạn áp dụng cách mình được thì cách thứ nhất ấy, anh tải ứng dụng APK Bua gì đã được thì bạn tải bằng cách đó nha. Còn nếu các bạn áp dụng cách tải bằng TapTap được thì các bạn áp dụng bằng cách này. Nếu như các bạn cách APK Bua các bạn không tải được ấy, các bạn dùng cách này rồi.
cho phép. Rồi mình sẽ đăng nhập mà khách viếng thăm đi, tại vì mình hướng dẫn cho các bạn nên mình không đăng nhập nha. Nhưng mà game này mình cũng chơi, mình có chơi tải về mình chơi 2 lần rồi, nhưng mà mình không có thích cái game này. Mình thấy game này khá là nhiều người chơi luôn ấy, đặc biệt muốn những mùa dịch này người ta chơi, người ta tìm kiếm từ game này khá là nhiều. Rồi chạm màn hình này đấy, vậy là được nha bạn. Đánh đồ à, xin chào, chúng tôi đang đợi bạn. Tôi biết là có rất nhiều thứ mới mẻ nhưng bạn sẽ quen nha thôi. Tôi thích cho bạn chi tiết cho đến khi đánh Playa. Thì cái này chính là cái lúc đầu nó mình á. Rồi bước này chúng ta chọn đây, chọn các kiểu nha các bạn, chọn những kiểu kiểu tóc, kiểu người này chẳng hạn như vậy. Nói chung là mình vào thế này là mình có thể chơi được rồi nha, mình chắc chắn là mình chơi được 100% luôn. Rồi thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho tất cả bạn cách để mình chúng ta tải cái tựa game Play Together trên cái trên điện thoại Android nha bạn. Và mình áp dụng hai cách. Cách thứ nhất là tải bằng cái ứng dụng APK Pua, và cách thứ hai là tải bằng ứng dụng TapTap này. Đấy, đều thành công nha bạn. Rồi thì video của mình đến đây kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bạn nào thấy video của mình hay vừa hữu ích thì cho mình một like và đăng ký nhé.